thần Nguyệt Lão tại chùa Tự Điển Võ Miếu nổi tiếng Đại Nam rất linh thiêng. Người dân đến đây để cầu tình duyên, mong tìm được người trong mộng. Bắt đầu từ tháng 4, 4 ngôi đền chùa thờ thần Nguyệt Lão nổi tiếng ở Đài Nam sẽ cho ra sản phẩm văn hóa sáng tạo Son Môi Nguyệt Lão, kết hợp hình ảnh tượng trưng của chùa chiền vì muốn làm thay đổi ấn tượng về đền Nguyệt Lão trong lòng người dân. Cục dân chính thành phố Đài Nam nhận thấy chính sách giảm thắp nhang, giảm đốt pháo khiến cho chùa chiền bị giảm thu nhập. Sau khi điều tra thị trường trong 2 tháng cho thấy, có hơn 90% người hành hương tới đền Nguyệt Lão là nữ giới. Và son môi là loại mỹ phẩm nữ giới sử dụng nhiều nhất. Vì thế cho thiết kế 4 loại son môi Nguyệt Lão, giúp cho đền gia tăng thêm thu nhập trong giai đoạn đầu hưởng ứng chính sách mới. Không chỉ có son môi Nguyệt Lão, cục dân chính còn cho thiết kế bộ văn phòng phẩm thần văn xương dành cho thí sinh. Trong lúc quảng bá văn hóa chùa chiền, thành phố Đài Nam cũng biến người hành hương trở thành du khách, biến du khách trở thành người hành hương, đạt mục đích phát triển bền vững, tạo sức hút cho văn hóa thành phố cổ. Các cầu thủ của đội tuyển cá voi xanh Đại Trung tay cầm cúp quán quân mùa giải trước bước lên sân khấu, tượng trưng cho mùa giải mới của giải bóng đá nữ Mu Lạn sắp khởi động. Từ năm 2014, giải bóng đá nữ Mu Lạn đã thay thế cho giải đấu hạng mục toàn quốc, trở thành hạng thi đấu cao nhất Đài Loan. Giải bóng đá nữ Mu Lạn đã đào tạo ra rất nhiều tuyển thủ ưu tú cho đội Trung Hoa. Cựu huấn luyện viên đội cá voi xanh Horino Hiroyuki là huấn luyện viên người nước ngoài đầu tiên của giải bóng đá nữ Mu Lạn. Hiện tại ông là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Trung Hoa, hy vọng có thể dẫn dắt đội này lọt vào tới cúp bóng đá châu Á tại Indonesia. Kinh phí hiện tại một nửa là từ Sở Thể dục Thể thao và một nửa từ chính quyền huyện Hoa Liên, vì thế rất cần sự tài trợ của các doanh nghiệp. Đội tuyển nữ Hoa Liên 3 lần liên tiếp đạt quán quân, nhưng mùa giải trước, công ty khai thác đất Đài Loan đã ngừng tài trợ. Đội Trung Hoa hiện tại xếp thứ 42 toàn thế giới, thứ 9 châu Á. Vừa qua ngoài việc đi huấn luyện tại Úc, còn tham gia thi đấu hữu nghị với đội tuyển nữ Jordan, hy vọng có thể ghi thêm nhiều thành tích tốt tại giải bóng đá châu Á. Vừa qua, một số điều khoản trong dự thảo sửa đổi luật ô nhiễm không khí đã được thông qua thẩm định vòng 1 của Viện Lập pháp. Trong tương lai, bất cứ loại xe nào nếu kiểm tra lần đầu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt 500 đồng Đài tệ. Quá một tháng không tái kiểm tra hoặc tái kiểm tra vẫn không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt tiếp 1.500 đồng Đài tệ. Nếu qua 4 lần mà vẫn không cải thiện tình trạng xe trong thời hạn quy định, sẽ thu hồi giấy đăng ký xe máy. Nếu dự thảo luật thông qua thẩm định vòng 3, bị ảnh hưởng trước tiên chính là hơn 5 triệu người sử dụng xe máy động cơ 2 thì và 76.000 người sử dụng xe máy chạy dầu diesel 1 thì và 2 thì. Sở Bảo vệ Môi trường cho biết trước mắt hy vọng trong thời hạn 3 năm sẽ hoàn tất công tác đào thải 1.500.000 chiếc xe máy 2 thì. Dự tính năm 2020 sẽ thực hiện một số biện pháp tăng cường quản lý.